vâng, ôi dai trẻ mà đẹp dai thế, không dở đâu tôi chứ, 300 yếu đó, ui giờ rồi, vâng, thế mà may nhờ con dai đẹp, ôi trời ơi, không mà thì chả biết thế nào, cù ơi, cù có ở nhà không? Đứa nào mà cứ léo nhéo ở ngoài thế? Tôi hỏi cụ có ở nhà không? Ui dồi ôi, cái thềm này lên trong cao thế. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi còn xuống thế. Kia bây giờ cụ ạ, tôi đi mà cụ đi kiếp ấy. Tôi hỏi cụ có ở nhà không? Cái gì? À, gà khỏe bán hết rồi còn đâu mà hỏi. Khổ điếc hú hớ. Tôi hỏi bà có ở nhà không thì lại bảo gà với khỏe chán thật. Cụ thì hú hớ. Thì gà bán hết rồi thì tôi bảo bán hết rồi còn đâu. Thế có biết gì cho con cháu đâu mà cứ hỏi lắm thế. Khổ cụ. Đảm bảo không đi rồi mà lị. Cụ điếc quá. Ôi bà cụ điếc quá. Ôi giời ơi, chả nghe được cái gì. Tôi chờ, sao mà nắng muội thế? Hôm nay rét quá sao mà nắng muội thế? Bà lâu rồi không tắm mà nó cứ chân thế này. Trời ơi. Ôi giời ơi, nhạc tôi mới nhớ rét thế này đi. Ôi giời ơi, làm gì mà tắm cái mẹ gì nữa. Như cách gì mà chân bà thối thế. Thì nó thế mà. Chúng mình như nhau thôi. Nói làm cái gì, dậy bỏ mẹ đi. Thế cụ đã ăn cơm chưa? Hả? Cụ ăn cơm chưa? Tắm rửa ấy à? Không. Tôi chả tắm. Tôi chả tắm cái gì hết. Mùa này mà tắm đi nó nhạt thịt đi với bà con ạ. Bà có nghe câu người ta nói thế này không? Hả? Khi còn trẻ thì hãy chơi hết mình. Khi về già thì đạp xích lô. Thôi cụ và tôi xuống ta nhảy đi. Hôm nay có hội làng. Vậy đi đi đi, ta đi nhảy. Nhảy hả? Nhảy mà khoái lắm. Nào các cụ của cháu mình ơi, lên đây để chúng ta nhảy bài ba ra thì tay nào. Vâng, kính thưa quý vị, vừa diễn kịch vừa vang điệu nhảy. Cái gì cũng không nghe nhưng bảo là không tắm mình nghe liền. Có khi cũng vô lý không, đúng không quý vị? Vâng, hãy mở điệu nhạc lên để rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin lấy năm lần chỉ có cho anh nhiều đâu. Na 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 I'm gonna go.